Rồi thì chào các bạn. Nhóm này hôm nay là buổi thứ tư nha thầy. Rồi con. Em có mặt chuẩn bị hết chưa à? Các em ơi lên tiếng đi các em. Có thầy ơi. Rồi Rồi thầy ơi. Có bạn Hoa lớp 37 có mặt không ạ? À? Học Hoa lớp 37 có mặt. Có không em? Dạ có. Rồi cảm ơn Hoa. Hoa ơi, thầy trả lời con bố ba câu hỏi mà con gửi mail cho thầy nha. Dạ. Các em ơi, các em lắng nghe cả lớp lắng nghe giùm thầy nè. Qua có hỏi thầy là việc lựa chọn số món ăn của mỗi nhóm trên một thực đơn là như thế nào? Câu này nghĩa là sao? Khi mà các bạn xây dựng một thực đơn cho bất cứ loại hình tiệc nào, thầy cũng cho em một cái sườn. Thí dụ như tiệc buffet là thầy cho các bạn ít nhất 11 khu vực. Trong từng khu vực có bao nhiêu nhóm? Mỗi nhóm thầy giới hạn cho các em là hai món ăn, hai món ăn. Còn thực tế bên ngoài người ta cho 4 hoặc 5 món ăn tùy. Nhưng mà ở đây là các em mới học, chứ là trong trong trường trong lớp, cho nên thầy giới hạn các em là chỉ có hai món. Chỉ riêng khu vực món nóng chắc phiên đít là 10 món và món nướng là 5 món. Còn tất cả đều là hai món. Nha các bạn nha. Các em làm bài là các em không được tự cho sườn sườn bài, mà các em phải lấy cái sườn bài cấu trúc menu của thầy dạy các em mới được làm. Còn các em không có được xây dựng theo ý thích của mình. Được chưa bé Hoa ơi? Dạ được. Rồi, tiếp. Câu số 2. Tại sao món ăn ở mỗi nhóm không thể gộp lại chung để dễ tính ra số bàn? Ví dụ như ta có hai bồn đá và bốn sửng thấp, thì mình có hai bàn chữ nhật, ta chứa được ba bồn đá hoặc ba sửng thấp. Vậy tại sao không gộp cả hai là sáu trang thiết bị thì chỉ cần bốn bàn? Câu hỏi quá hay quá ơi. Chứng tỏ là con có theo dõi bài rất là kỹ. Thầy cảm ơn em. Các bạn, các em làm mỗi một khu vực là tụi con sẽ setup riêng nó ra. Thì ở trong lớp các em mới tập tính, cho nên thầy sợ các em rối. Cho nên là mỗi nhóm bao nhiêu món thầy tính ra được trang thiết bị, số lượng dụng cụ đựng thức ăn thức uống rồi, cho nên thầy yêu cầu các em tính ra số bàn luôn cho các bạn dễ. Còn nếu mà các em tính xong hết trong một nhóm, từ đó các bạn mới suy ra số bàn, thì đó là quá chuyện, đó là quá tuyệt vời, các bạn quá chuyên nghiệp. Nghe qua nha, con tính kiểu nào cũng được hết. Qua nắm được không con? Dạ được. Nha, tại ở trong lớp thầy dạy các em, thầy sợ các em rối, cho nên nhóm nào bao nhiêu món ăn thầy yêu cầu các em ra số bàn như thầy luôn. Còn nếu mà tính như qua gom lại hết tất cả dụng cụ đựng thức ăn thức uống trong một khu vực đó, từ đó em mới suy ra số bàn là quá tuyệt vời. Nghe qua nha, quá tuyệt vời. Cảm ơn qua. Câu số 3. Qua hỏi thầy tại sao mình không tính scoring chung. Qua ơi, tại vì scoring đó con, khi mà thức ăn 10 khu vực món ăn là mình đặt riêng ra, cho nên là mình chỉ là scoring cho món ăn, còn scoring cho thức uống, tại vì quầy thức uống là mình phải đặt riêng nó ra, không thể nào đặt chung với lại thức ăn, cho nên bắt buộc phải tính giờ riêng nó ra.
skirt món ăn và skirt quầy thức uống riêng ra như con gái nha. Sau đó mình sẽ đưa vào bảng danh sách. Ờ, skirting tổng cộng là bao nhiêu, em ghi vào. Rồi, đó là ba câu hỏi thầy trả lời cho Hoa. Dạ, em cảm ơn thầy. Hoa còn hỏi gì nữa không con? Dạ không. Rồi, Hoa cứ suy nghĩ, không riêng gì Hoa hết, mà tất cả các bạn trong lớp, bạn nào ngại hỏi trong lớp cứ gửi mail hoặc gửi Zalo giống như Hoa gửi cho thầy, thầy trả lời liền. Rồi, trước khi vào bài học, các em có gì hỏi thầy nữa không? Hôm qua là tính đến trang thiết bị nhóm máy rồi Hoa ơi. Nhóm máy rồi Hoa. Dạ hình như là tính tới buổi nghỉ rồi thầy, bàn ghế là tính xong hết rồi. Rồi, tính hết đủ 3 nhóm rồi phải không? Dạ. Đúng không? Chưa thầy ơi, mới xong nhóm 1 rồi thầy. Mới nhóm 1. Nhóm 2 chưa tính không con? Rồi, bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các em tiếp về nội dung bài học hôm nay. Thầy trò mình sẽ tính tiếp nhóm 2 và nhóm 3 nha các bạn nha. Nhóm 2 và nhóm 3. Bây giờ bạn nào đọc lại giùm thầy những trang thiết bị số lượng của nhóm 1. Bạn Phạm Tấn Ngọc N3. Ngọc có mặt không? Dạ em nghe thầy. Rồi, Ngọc liệt kê lại giùm thầy 9 trang thiết bị và số lượng của nhóm 1. Hôm bữa đã học rồi. Dạ thầy là bàn tròn. Số lượng 10 bao nhiêu bàn? Dạ 10 bàn dự phòng 1 cái. Tiếp. Khăn trải bàn tròn 10 dự phòng 1. Bình hoa 10 dự phòng 1, ghế 10 dự phòng 10, 100 dự phòng 10, bao ghế 100 dự phòng 10, bình hoa 10 dự phòng 1, station 6 cái, không cần dự phòng, bàn chữ nhật là cần 56 bàn, không cần dự phòng. 52 bàn thức ăn với 4 bàn thức uống. Cảm ơn con. Hết. Còn gì nữa em? Dạ thầy là còn lại. Dạ hết rồi thầy ơi. Em có đọc khăn trải bàn chữ nhật chưa? À đây là em thấy rồi thầy. Khăn trải bàn chữ nhật là 2 bàn 1 cái, 56 bàn thì 28 cái không được dự phòng. Tấm skirt 13 tấm không dự phòng. Rồi, giỏi. Rồi. Bây giờ thầy hướng dẫn các em cách tính nhóm 2. Dụng cụ đựng thức ăn thức uống dự phòng 10%. Bây giờ dụng cụ đựng thức ăn thức uống, hồi nãy các em tính rồi, các em tính được ra là từng khu vực, từng nhóm, từng món ăn, các em tính ra được là bao nhiêu dĩa lớn, bao nhiêu dĩa sửng hấp, bao nhiêu chắc phin đít, bao nhiêu nồi hâm nóng súp, bao nhiêu bồn đá, bao nhiêu thốt thủy tinh rồi. Thì bây giờ các em tính tiếp. Bây giờ những trang thiết bị này
Các em ghi nhớ giùm thầy nha. Những trang thiết bị này là nó có 4 anh em của nó đi kèm theo. 4 anh em của nó. Thứ nhất, bục kê thức ăn. Các bạn ghi giùm thầy đi. Bục kê thức ăn. Thứ hai, đồ gấp thức ăn. Hoặc vá múc nước sốt. Hoặc vá múc nước sốt. Món nào mà món có nước thì bắt buộc các bạn phải dùng vá múc. Thứ ba, thố đựng nước sốt. Thứ tư, bảng tên thức ăn. Rồi, đó là 4 dụng cụ đi kèm theo. Ghi kịp không các em? Rồi, bây giờ thầy tính trước nha. Các em tính nháp luôn. Bây giờ khu vực thứ nhất gồm 4 nhóm, 8 món ăn. Nhóm 1, xà lách trộn dầu giấm. Hôm qua các em có 2 món xà lách trộn dầu giấm. Thì 2 món này các bạn đựng vào 2 dĩa lớn. Vậy thì tất cả món ăn các em không được đặt trực tiếp xuống mặt bàn, mà các em phải đặt lên cái bục kê thức ăn. Vậy thì 2 dĩa lớn đựng thức ăn này, các em cần bao nhiêu bục kê thức ăn? Bao nhiêu? Cùng trả lời với thầy đi các em. Cần bao nhiêu bục? Cần bao nhiêu bục em? Bạn nào biết trả lời giùm thầy đi em. Các em có 2 dĩa lớn được thức ăn thì mình phải cần là 2 bục kê thức ăn. 2 bục kê thức ăn. Tiếp theo, các em có cần đồ gấp thức ăn không? Food test, food tong. Có không các em? Có. Đúng rồi, phải có đồ gấp thức ăn. Chứ không có là khách bóc bằng tay làm sao, đúng không? Cho nên các bạn phải có 2 đồ gấp thức ăn. Món khô là các em cần đồ gấp, còn món nào có nước sốt thì các em bổ sung thêm giá múc nước sốt vào. Vậy thì các em có đồ gấp, có bục kê thức ăn rồi, thì 2 món xà lách này các em có mấy loại nước sốt? Hôm qua thầy đã hướng dẫn rồi, các em dùng mấy loại nước sốt? Bạn nào nhớ? Mấy là nước sốt các em? Trả lời giùm thầy đi mấy đứa ơi, nhanh lên, hết mất kịp giờ các em. Mấy là nước sốt? Mấy loại con? Mấy loại? 2 loại, đúng rồi. Sốt dầu giấm và sốt marinade. 2 loại nước sốt là các em cần 2 thố đựng nước sốt. Vậy thì các em thấy là mình có nhóm 1 này, mình có 2 món ăn và 2 thố đựng nước sốt, là bắt buộc mình phải có là 4 cái bảng tên thức ăn để giới thiệu cho khách. Được chưa? Các em tính nháp đi. Vậy là nhóm 1 gồm 2 dĩa lớn đựng thức ăn, 2 bục kê thức ăn, 2 đồ gấp thức ăn, 2 thố đựng nước sốt và 4 cái bảng tên thức ăn. Không quá. Rồi, bây giờ mình qua nhóm 2. Qua nhóm 2. Rau củ luộc.
Rau củ luộc thì hôm qua các em thấy, tính với thầy là các em đựng vào cái gì? Sửng hấp. Sửng hấp. Hấp. Các em có hai sửng hấp. Hai sửng hấp này các em có cần bục kê thức ăn không? Không. Hay là đặt trực tiếp trên mặt bàn? Không. Đúng rồi. Sửng hấp là các em không cần bục kê thức ăn. Cái nào không cần thì các em không tính nó vô. Các em có cần đồ gấp thức ăn không? Có. Vậy là các em có là hai đồ gấp thức ăn. Nước sốt nó là gì? Nước tương hoặc chao. Giỏi. Vậy là các em có hai số lượng nước sốt. Vậy là các em có tổng cộng có bao nhiêu bản tên? Bốn bản tên. Bốn bản tên. Giỏi lắm con. Rồi ghi vào đi. Ghi nháp đi. Ngồi nếu mình tổng lại hết. Nhóm thứ ba. Đồ chua các loại. Hôm qua các em tính với thầy là đựng vào thốt thủy tinh. Hai thốt thủy tinh. Vậy thì thốt thủy tinh có cần bục kê thức ăn không? Dạ không. Không. Có cần đồ gấp thức ăn không? Dạ có. Rồi hai đồ gấp thức ăn. Có nước sốt không? Không cần nữa thầy. Không cần, tại bởi dầu giấm nó là nằm trong cái thốt thủy tinh rồi. Đúng không? Cho nên là nhóm 3 này các em chỉ cần là hai đồ gấp, hai bản tên, đủ rồi. Được chưa? Nhóm thứ tư, gỏi. Mấy món gỏi? Hai món gỏi. Hai món gỏi, đựng vào hai dĩa lớn. Thì hai dĩa lớn này các em cần những trang thiết bị đi kèm nữa. Hai bột kê. Hai đồ gấp. Gỏi. Tiếp. Gỏi là có thốt đường nước sốt không? Không thầy. Không cần thầy. Gỏi sao không cần con? Con phải có nước mắm chua ngọt nè. Các em phải có là nước mắm chua ngọt. Hay là các em bỏ thêm ớt xay nữa. Các em vẫn tính là hai thốt đường nước sốt. Và các em có thêm là rổ mây đựng bánh phồng tôm. Nghe chưa? Đó là xong khu vực thứ nhất. Có bạn nào không hiểu khu vực thứ nhất không? Hỏi đi thầy hướng dẫn lại. Khu vực thứ nhất của nhóm 2. Lê Tấn Tài N3. Dạ có. Tài hiểu không con? Khu vực dạ hiểu của thầy. Nhóm 2. Rồi. Có bạn nào hỏi thầy gì nữa không? Vậy mình còn mấy bản tên thầy? Bản tên là con. Bản tên là tất cả thức ăn, thức uống, nước sốt là phải có bản tên. Dạ. Nhóm 4, 5 cái tên hả thầy? Nhóm 4 là con có mấy bạn, con có mấy nước sốt? Hai nước sốt. Hai đồ gấp. Hai nước sốt. Gì nữa? Hai nước sốt, hai món ăn với lại là cái rổ bánh mì nữa thầy. Đúng rồi con gái, năm cái bảng tên. Bánh phồng tôm. Bánh phồng tôm tiếng Anh nó gọi là shrimp cracker đó các bạn. Rồi thầy qua khu vực thứ hai. Khu vực thứ hai. Nhóm 1 hải sản lạnh. Tụi con có mấy món? Dạ hai món. Hải sản lạnh đựng vào cái gì? Đựng bằng bồn đá. Bồn đá. Vậy thì cần bục kê thức ăn không? Dạ không. Không cần, đặt trực tiếp xuống mặt bàn đúng không? Rồi không cần bỏ. Có cần đồ gấp không? Dạ có. Rồi. Bao nhiêu loại nước sốt?
Hai loại hả thầy? Nước sốt nhiều lắm con gái nha. Nước tương Nhật. Wasabi. Nước tương Nhật wasabi. Sốt marinade. Gừng ngon. Muối, tiêu, chanh. Mấy loại? 7 loại. 7 loại. Vậy thì nhóm này tụi con cần bao nhiêu bảng tên? Chín cái bảng tên. Quá giỏi. Rồi, nhóm 2, hải sản hấp. Hải sản hấp, hai món hải sản hấp đựng vào cái gì? Đựng bằng sửng hấp. Sửng hấp có cần bột cây thức ăn không? Dạ không. Không cần bỏ. Có cần được gấp thức ăn không? Dạ có. Bao nhiêu thối lượng nước sốt? Nước sốt của hải sản hấp. Hải sản lạnh đúng không thầy? Giống như hải sản lạnh. Nhưng mà các em cho thêm giùm thầy là ớt xanh. Với lại là ớt xay. Vậy là 9 cái thối lượng nước sốt. Vậy thì tổng cộng bao nhiêu bảng tên? 11. Quá giỏi. Nhóm tiếp theo. Bánh bột Việt Nam. Hai món. Đựng vào cái gì? Đựng bằng đĩa lớn. Có cần bột cây thức ăn không? Dạ có. Có cần đồ gấp thức ăn không? Dạ có. Thối lượng nước sốt là gì? Bánh bột. Nước tương, nước mắm. Nước tương, nước mắm. Trời ơi, bánh bột Việt Nam là nước tương gì không? Nước tương ăn bánh gì? Ví dụ như thầy đi, nước tương ăn bánh gì? Nước tương ăn được nhiều món mà thầy. Rồi, tụi con có muốn nước tương thì nước tương đưa vô. Nước tương, nước mắm mà gì nữa. Rồi có ớt xay. Ớt xay, gì nữa con? Rồi cái nước sốt đặc đặc màu cam cam để chế làm bánh bèo thầy. Rồi, đó là sốt gạch tôm nè em. Vừng còn gì nữa? Vừng. Rồi, bây giờ các em tính được bao nhiêu nước sốt? Bao nhiêu? 5 loại hay 4 loại? 5 loại. 5 loại. Vậy tổng cộng bao nhiêu bảng tên? 7 bảng tên. Quá giỏi. Tiếp. Sushi. Hai món đựng vào gì? Dĩa lớn. Bao nhiêu bảng tên? Bao nhiêu đồ? Bao nhiêu mà dĩa lớn? Bao nhiêu bột cây thức ăn? Hai bột. Hai bột kê. Rồi, đó là cách tính tụi con biết rồi đó. Quá giỏi. Bốn anh em nó đi kèm bột cây thức ăn, đồ gấp, bảng tên, thối lượng nước sốt. Cái nào không có thì bỏ đi. Được chưa? Rồi, các em tính cho thầy khu vực 2. Bây giờ các em tính thầy là khu vực 3, súp. Súp là các em có 2 món, các em đựng vào cái gì? Đựng bằng nồi hâm nóng súp. Nồi hâm nóng súp. Nồi hâm nóng súp này có cần bột cây thức ăn không? Dạ không. Không cần bỏ. Đồ gấp của nó là có cần đồ gấp không? Dạ không. Mà thay thế bằng hai cái giá. Hai cái vá múc súp. Hai vá múc súp.
Vá mút xúc, vá mút xúc nó bự lắm con. Cái vá nó tròn, cái cán nó dài. Nghe con gái nha, mình phải nói chủ ngữ và bỏ ba vị ngữ. Bao nhiêu số lượng nước sốt? Hai thầy ơi. Rồi nước sốt nó nhiều lắm đó con. Bốn thầy. Bốn. Các em có là nước tương, dầu mè, dầu hào, hành, ngò, tiêu. Rất là nhiều. Vậy thì các em tính ra được bao nhiêu bảng tên? Sáu cái số lượng sốt và 8 bảng tên nữa thầy. Rồi, vậy là các em tính là bao nhiêu số lượng nước sốt? Dạ 6. 6. Với lại 2 món súp là 8. Giỏi, 8 món tên. Hủ tiếu. 2 nồi nước lèo. 1 nồi nước sôi. Có cần bục cây thức ăn không? Dạ không. Không cần. Bỏ. Hai nồi nước lèo thì các em có hai cái giá múc bức lèo, một cái vợt để trụng mì, trụng hủ tiếu, trụng giá, được chưa? Dạ được. Vậy thì các em có hôm qua các em tính là khu vực hủ tiếu này rau, hải sản, bún mì thì các em đựng ở gì? Năm đĩa lớn. Năm đĩa lớn thì có cần bục cây thức ăn không? Dạ có. Có. Có cần đồ gấp không? Dạ có. Dạ có. Rồi. Vậy thì khu vực hủ tiếu này bao nhiêu số lượng nước sốt tính cho giùm thầy? Tương, nước mắm, giấm, ớt, chanh. Bốn hả thầy? Năm hả thầy? Tụi con tính bao nhiêu cũng được. Tụi con ăn cái gì thì con tính theo cái tụi con đi, không sao hết. Năm hay bốn? Năm. Thì bây giờ tụi con có năm cái thối lượng nước sốt. Thì từ đó tụi con suy được bao nhiêu bảng tên? Năm thầy ơi. Tại sao năm bảng tên con trai? Ừ. 10 hoặc 10. Tại sao 10? 11 13 12 13 13 13 12 thôi, tôi ăn rồi để con. Nước sôi là bếp nó biết nó dụng thôi. Khách tôi giờ dùng nước sôi làm gì mà để bắn tên? Khách không biết hả? Được chưa? Nước sôi nó khách không có làm sử dụng đâu em. Tại vì nó nằm âm ở trong cái nồi lớn mà. Các em cho 12 bắn tên được rồi. 5 thối lượng nước sốt, 5 thực phẩm và 2 cái nước lèo. Tiếp. Bánh mì. Hôm qua các em cho thầy mấy loại bánh mì? 2 loại. Dạ 2 loại. Bánh mì tụi con đựng vào gì? 2 cái phần rổ. Rổ, rổ thì cần bục cây thức ăn không? Dạ không. Có cần đồ gấp không? Cần. Cần. Có thối lượng nước sốt không? Dạ không. Bao nhiêu bảng tên? 2 bảng tên. Rồi, thì con bổ sung thêm một cái thớt, một con dao cắt bánh mì và mỗi căn phục vụ để khách chụp vào gọi bánh mì và cắt cho nó có vệ sinh. Khu vực tiếp theo bơ phô mai. Cái gì con gái? Dạ căn phục vụ mình chỉ để một cái hả thầy? Làm người... một cái đủ rồi con. Bơ phô mai. Hai loại bơ, hai loại phô mai. Đựng vào cái gì? Đựng vào bồn đá. Bốn cái bồn đá. Có cần bục cây thức ăn không?
Dạ không. Dạ không. Có cần đồ gấp không? Dạ không luôn. Cần chứ con. Chung. Con dùng cái gì? Dạ, dạ bún gấp. Con cần cái gì con? Con tưởng là sẽ dùng dao để chép bơ chứ thầy. Con phải gấp vào dĩa xong rồi con mới là chét lên chứ. Chứ mẹ đứng đó chét. Con vẫn dùng bốn đồ gấp. Có thối đựng nước sốt không? Bơ phô mai có được nước sốt không? Dạ không. Không có, không có thì bỏ. Bao nhiêu bản tên? 4 bản tên. Quá giỏi. Tiếp món chính. 10 món chính. 10 cái chắc phiên đích. Chắc phiên đích có cần bản tên, có cần đồ cách thức ăn không? Có cần một cây thức ăn không? Dạ không. Không thì bỏ. Có cần đồ gấp không? Dạ có. Dạ có. Có cần giá mút không? Dạ có. Rồi. Khi mà các em xây dựng thực đơn, món nào cũng phải có đồ gấp hết. Còn món nào có nước sốt thì các em bổ sung thêm cái giá mút sốt giùm thầy nha. Và các em tính với thầy tiếp là số lượng nước sốt cho từng món. Ví dụ như món cơm chiên, món mì xào, món rau xào, món cá hấp thì các em có nước tương. Còn nếu mà món bò hầm thì các em có muối tiêu chanh. Các em có sườn nấu đậu, gà nấu thì muối tiêu chanh. Thì bao nhiêu thối nước sốt thì các em suy ra được bản tên. Nắm được chưa? Tại vì cái này là phần này là mỗi bạn tự tính, tại vì menu của bạn là khác nhau. Theo thầy nghĩ là các em cứ lấy cái menu của thầy đó, các em tính cho nó nhanh. Chứ lúc mà vô vòng thi là một là các em tự là các em lấy menu của thầy, hai là các em cho ở nhà sẵn đi, để vô phần vô phòng thi mà trúng cái đề này là mình có ý tưởng liền. Chứ lúc đó các em ngồi các em suy nghĩ không, suy nghĩ tốn thời gian lắm, không kịp đâu. Món nướng. 5 món nướng. Món nướng đựng vào cái gì? Năm cái dĩa lớn. 5 món nướng là 5 dĩa lớn. Có cần bột cây thức ăn không? Dạ 5 cái bột. Có cần đồ gấp thức ăn không? Dạ 5 cái gấp. Bao nhiêu nước sốt? Nước sốt và món ăn. Từ đó các em suy được bản tên. Tiếp. Món quay. Món quay đựng vào cái gì? 2 món quay. 4 cái dĩa lớn. 2 món quay con đựng vào 2 dĩa lớn. Có cần một cây thức ăn không? Có. 2 bột cây thức ăn. Có cần đồ gấp không? Đồ gấp. Nước sốt là gì con tính ra thì từ đó suy ra bản tên. Và các em thấy là khu vực món quay, các em bổ sung như thầy là 2 cái đèn hâm giữ nóng da giòn. Tiếng Anh nó gọi là Calvin Light đó. Bổ sung cho thầy. Khu vực tráng miệng. Các bạn gồm có 2 chè, 2 trái cây, 2 bánh ngọt. 2 bánh ngọt và 2 trái cây các em đựng vào cái gì? Đựng vào dĩa lớn. Quá giỏi. 4 dĩa lớn. Chè em đựng vào cái gì? Đựng bằng thối thủy tinh. Thối thủy tinh, 2 thối thủy tinh. Vậy thì 6 món này em có cần bột cây thức ăn không?
Còn 4 bục kê thức ăn. Rồi, có cần 4 bục, ok. Bao nhiêu đồ gấp? 4 đồ gấp. 4 đồ gấp. Và hai cái vá múc chè. Múc chè. Quá giỏi. Quá giỏi, quá giỏi. Rồi. Có nước sốt không? Dạ có nước đường, nước dừa. Nước đường, nước dừa. Rồi, tụi muối. Con tính đi. Muối. Muối. Bao nhiêu thố đựng nước sốt thì là bao nhiêu bản tên cộng với lại món ăn. Được chưa? Tép khu vực nước. Nước lọc 100 khách. Tụi con cho thầy hai chất thủy tinh. Nước ngọt 100 khách, hai chất thủy tinh. Nước trái cây. Đựng vào bình đựng nước trái cây, một bình đựng nước trái cây. Vậy thì năm loại trang thiết bị này có cần bục kê thức ăn không? Dạ không. Không cần bỏ. Có cần đồ gấp không? Dạ không luôn. Bỏ. Có đựng sốt không? Dạ không. Bỏ. Bao nhiêu bản tên? 5 bản tên. Quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Đúng rồi. Rồi. Đó là xong phần thức ăn thức uống. Bây giờ nhóm 2 này các em đính thêm cho thầy soda và đồ gấp. Các em thấy trong tiệm buffet đó, người ta ít dùng đá, bởi vì là nước là chỉ làm lạnh rồi. Cho nên là các em soda tụi con tính theo station. Mỗi station các em cho thầy một soda và đồ gấp. Vậy là tổng cộng 6 soda đồ gấp. Đơn vị tính là bộ. 6 cái dự phòng 10%. Tiếp mâm tròn và mâm chữ nhật. Để các em thu dọn, để phục vụ nước cho khách. Thì các em vẫn tính theo station. Mỗi một station các em cho thầy 2 mâm tròn, 2 mâm chữ nhật. Tổng cộng 6 station. Tổng cộng là 12 mâm tròn, 12 mâm chữ nhật, dự phòng 10% hết. Rồi, đó là xong nhóm 2. Rồi, nhóm 2 này có bạn nào hỏi thầy gì nữa không trước khi qua nhóm 3? Hỏi đi. Thầy đọc lại giùm em cái station đó thầy là có gì thầy? Station là tủ đựng dụng cụ dự phòng. Ý là con không muốn hỏi thầy lại là có bao nhiêu cái dụng cụ đó thầy? Em đi không kịp. Dụng cụ gì con gái? Dạ, station là 6 soda dự phòng 10%, 2 mâm tròn, 2 mâm chữ nhật rồi có gì nữa thầy? Hết rồi con. Trên station chỉ có là dụng cụ phục vụ là dao, muỗng, nĩ gì đó là các em cất trong hộp tủ. Còn trên mặt bàn nó là em để 2 mâm tròn, 2 mâm chữ nhật và 1 soda. Dạ, dạ rồi. Em lộn. Ok chưa? Cảm ơn. Và mỗi một station các em cho thầy một cái thùng để đựng đá. Hay là các em lấy đá cho 13 tùy các bạn. Có hay không không sao hết. Rồi có gì hỏi thầy nữa không? Hỏi đi. Hỏi cho thiệt dạ, kỹ thầy. Đi. Nắm đi. Dạ thầy ơi. Cái một hai món quay á thầy là mình tính hai bục hai gấp nước sốt vô thì hai đàn Kevin Lai tính vô là có tính vô để cộng bản tên không thầy? Có chứ. Tất cả những nhóm món ăn
Điều có là em biết được dụng cụ nó đựng rồi. Thì nó đi kèm là một, bốn anh em của nó là bột kê thức ăn. Thứ hai, đồ gấp. Thứ ba, thố đựng nước sốt. Và thứ tư, bảng tên. Cái nào cần thì các em cộng vô, còn không cần bỏ nó ra. Món ăn ở quầy quay là các em đặt lên bục cây thức ăn và đặt ở dưới hai cái bóng đèn cabin light để nó chiếu sáng vô cái món ăn, nó chiếu vào giữ nóng da giòn món ăn. Bảng tên, đồ gấp, nước sốt thì các em để trước mặt của mỗi món ăn. Còn gì hỏi nữa không? Hỏi đi. Hỏi đi tụi con. Thầy ơi, cho em hỏi cái một khu vực 2 đó thầy. Nhóm 4 sushi đó là cái đồ chấm là mình cho hai luôn đúng không thầy? Sushi là tụi con chấm là nước tương Nhật và wasabi. Hai đủ rồi con gái. Dạ, con cảm ơn thầy. Thì cho em hỏi cái phần một bánh mì với thầy là mình chỉ dùng một loại bánh mì hay là hai loại bánh mì, là sandwich hay là bánh mì thường đó thầy? Con sử dụng là hai loại bánh mì, sandwich, bánh mì baguette hoặc bánh mì đen hoặc bánh mì con cóc, tùy các bạn. Vậy là vẫn con dùng một thớt một dao đúng không thầy? Con chỉ cho là một thớt và một dao đủ rồi. Nhưng mà là hai bảng tên. Hai bản tên là hai loại bánh mì con gái. Đúng không? Dạ, đúng rồi. Còn nếu mà con lấy bốn loại bánh mì vô luôn là bốn bản tên. Thầy nói ngay nè, thí dụ cái khu vực đó mà gồm bao nhiêu loại nước uống, bao nhiêu món ăn, bao nhiêu loại nước sốt là các em phải có đủ bản tên. Nắm được chưa con? Dạ thầy. Thầy ơi, phần món nướng đó, ơi, hỏi đi. Có 5 món nướng thì cái phần nước sốt thì mình cho bao nhiêu loại nước sốt vậy thầy? Thường là con ăn nước sốt gì? Thầy nói các em nghe nè. Khi mà chấm bài các bạn đó, quan trọng nhất là các em liệt kê đủ cái mặt dụng cụ hay không? Đủ cái sản phẩm dụng cụ hay không? Còn cái số lượng á là thầy cũng chăm trước các bạn. Thí dụ như thứ nước sốt, đâu phải bạn nào cũng là ăn giống mặn nhào. Đúng không? Thí dụ như là quầy khu vực nướng hải sản, nó có cánh gà, nghêu, sò, ốc, hến, khoai lang, khoai mì, khoai môn, tôm lăn bột, đồ chiên. Thì thường các em thấy là các em xoán là gì? Muối, tiêu, chanh, ớt xanh, ớt xay, tương cà, tương ớt, wasabi. Đó là những loại nước sốt cơ bản. Còn các em thấy mà bạn nào về cái các em có thích ăn sốt gì nữa thì các em đưa vô, thầy cũng đâu có thể là từ chối các bạn được. Nha các em nha. Dạ rồi. Nhóm 2 các em là tất cả trang thiết bị thì dự phòng hết nha. Còn nhóm 1 chỉ có 3 trang thiết bị là không dự phòng. Nói chung là thầy dạy các em tính để các em tính chuyên nghiệp thôi. Còn nếu mà dụng cụ nào các bạn cũng dự phòng hết cũng không sao hết nha các em. Thầy ơi, thầy giảng lại giùm em cái 10 món chính đó thầy, em ghi không có kịp. Bây giờ 10 món chính là đựng trong cái gì? Đựng trong chắc phiên đích, đồ hâm nóng thức ăn. Thí dụ như là món cơm chiên, món rau xào, món mì xào, món bò hầm, món gà nấu, món sườn nấu, món cá hấp. Thì món nào bạn đựng vào chắc viên đít
món nào đựng vào sửng hấp. Món chính là các em phải cho thầy 10 món trở lên. Rồi, khi các em đã có trái phi đít và sửng hấp rồi, thì nhiệm vụ các em tiếp theo có cần bục kê thức ăn không? Chắc chắn là không cần, bỏ. Có cần đồ gấp thức ăn không? Có. Món cơm là bắt buộc phải có giá múc. Cho nên các em có đồ gấp và giá múc. Mỗi món ăn có bao nhiêu loại nước sốt, các em đưa nó vào. Khi các em tính là được nước sốt rồi, thì các em cộng thêm món ăn nữa, thì nó sẽ ra là số lượng bảng tên. Bạn Nam nắm được cho em? Dạ rồi thầy. Rồi. Thì buffet thầy tính nha. Mấy từ sau là tự các em tính để các em vẽ điểm giữ kỳ á. Thầy không có tính nó đâu. Thầy chỉ là chỉnh sửa thôi. Cho nên là các em phải nắm vững cái cơ bản của tiệc buffet. Thì mấy tiệc sau các em tính mới được. Mấy tiệc sau thầy chỉ xây dựng menu các bạn. Sau đó là các em tự tính. Ai hỏi thầy gì nữa không? Không hỏi thì mời các em qua nhóm 3. Dạ thầy ơi, dùng cho em cụ. Hỏi là... Cho em hỏi là cái bục đó thầy, ngoài đựng được dẻ ra, nó còn đựng được cái gì nữa không thầy ạ? Bây giờ cái bục kê thức ăn là dĩa, dĩa lớn, các em có thể đựng lên, các em đặt cái bồn đá lên bục kê thức ăn cũng được, hay là không đặt cũng được, tùy các bạn. Tại vì có những bục kê thức ăn, nếu các em xài bục kê thức ăn bằng gỗ hoặc bằng thủy tinh thì cái mặt nó phẳng. Còn nếu mà các em dùng inox hay là dùng sắt sơn tĩnh điện thì mỗi bục kê thức ăn nó có ba cái chấu nổi lên. Cho nên là các em khó để lót bồn đá. Cho nên là nói chung bục kê thức ăn là tụi em chỉ để kê dĩa lớn đựng thức ăn. Còn các loại còn lại các em nên đặt trực tiếp xuống mặt bàn. Được chưa? Dạ. Rồi, bây giờ thì qua nhóm 3. Các em thấy rõ ràng. Nhóm 1, bàn ghế là chuyên về đồ gỗ. Nhóm 2, những cái dụng cụ nào đựng thức ăn, thức uống. Bục kê thức ăn, đồ gấp, vá múc nước sốt, bảng tên. Đó là những dụng cụ mâm tròn, mâm chữ nhật, xô đá. Đó là nhóm 2. Nhóm 3, dụng cụ gì để khách lấy thức ăn, thức uống đưa vào miệng. Đó là nhóm 3. Được chưa? Bây giờ thầy tính nhóm 3, dụng cụ cách sử dụng. Các em tính nháp bên ngoài. Mình vẫn tính theo từng khu vực. Khu vực thứ nhất xài lách. Các em sẽ setup dĩa gì để khách lấy xài lách? Dĩa gì? Các em sẽ đắp cái khu vực này là dĩa khai vị. Mỗi người mấy dĩa? Mỗi người mấy dĩa? Một dĩa. Vậy là 100 khách, các em có 100 dĩa khai vị, dự phòng 20%. Các em ghi nháp đi. 100 dĩa khai vị, dự phòng 20%.
khu vực thứ hai khai vị, các em vẫn sẽ đắp tiếp dĩa khai vị. Mỗi người ăn mấy dĩa? Một dĩa. Thêm 100 dĩa khai vị nữa, dự phòng 20%. Súp. Cách ăn bằng cái gì? Muỗng đi sớt. Dĩa chén. No. Chén gì? Các em phải có chủ ngữ và bị ngữ. Chén ăn súp. Các em có 100 chén súp. Mỗi người ăn một chén. 100 dĩa lót. Dĩa lót chén súp. 100 cái muỗng sứ. Đúng chưa? Rồi. Hủ tiếu. Cách ăn bằng cái gì? Ăn bằng cái gì? Ăn bằng tô. Tô. Mỗi người ăn mấy tô? Một hai tô gì hả? Một tô thôi con. Đừng có hai tô, no lắm, ăn mấy món khác cũng được. Vậy là các em có 100 cái tô. 100 cái dĩa lót tô. 100 cái muỗng sứ. 100 đôi đũa. Tất cả dự phòng 20. Món chính. Các em sẽ đắp dĩa gì? Dĩa ăn chính. Dĩa ăn chính, quá giỏi. Dinner plate. Món chính là tụi con ăn no đó. Mỗi người ăn mấy dĩa? Dạ một dĩa. Không có đâu con gái. Nhiều dĩa hả thầy? Rồi dĩa hả thầy? Món chính là mỗi người ít nhất ăn 3 dĩa. Vậy thì dĩa chính này, khu vực món chính là các em có là 300 dĩa. Dự phòng 20. Món nướng. Các em vẫn sẽ đắp dĩa ăn chính. Mỗi người một dĩa. 100 dĩa ăn chính nữa. Dự phòng 20. Món quay. Các bạn cũng sẽ đắp dĩa ăn chính. Mỗi người ăn một dĩa nữa. Thêm 100 dĩa ăn chính nữa. Dự phòng 20. Trái cây. Tụi con sẽ đắp dĩa gì? Dĩa dessert. Dĩa dessert. Mỗi người ăn mấy dĩa? Một dĩa thầy. Một dĩa. 100 dĩa tráng miệng. Dự phòng 20. Bánh ngọt. Ăn bằng cái dĩa gì? Dĩa dessert. Thêm 100 dĩa dessert nữa. Dự phòng 20. Chè. Tụi con ăn bằng cái gì? Chén. Rồi, 100 chén chè. 100 cái muỗng sứ. Dự phòng 20. Mày có muối nhiều hả? Chọn sẵn không? Tiếp. Khu vực nào có nước sốt thì tụi con sẽ đắp cho thầy 100 chén nước chấm. Nước chấm. Chén nước chấm chén nhỏ đó để khách múc nước sốt chấm ăn. Các em thấy trong tiệm buffet các em sử dụng 100 khách, các em sử dụng còn cả 1000 chén chấm.
rất là nhiều. Nghe chưa? Rồi, bây giờ thì trở lại khu vực nước. Nước lọc, khách uống bằng ly gì? Ly gì? Bạn nào thuộc công thức là rất là dễ tính? On the rock thôi. On the rock. Các em cho số ly tương xứng với lại số khách, nhưng mà phải đúng ly. Các em có 100 ly on the rock. Nước ngọt uống bằng ly gì? Ly on the rock luôn thầy. Thêm 100 ly on the rock nữa là 200 ly on the rock. Nước trái cây uống bằng ly gì? Nước ly on the rock luôn. Chỉ là tổng cộng là 300 ly on the rock dự phòng 20. Bây giờ trở ra bàn tiệc. Khách lấy dụng cụ gì để lấy thức ăn bỏ vào miệng? Nẻ nè. Dao muỗng. Dao nĩa ăn chín. Đúng rồi, giỏi. Dao muỗng nĩa ăn chín. Mọi thứ 11 bộ. Các em đề 100. Đơn vị tính là bộ 100, dự phòng 20. Trong tiệm buffet, các em chỉ thu dọn dĩa và ly. Còn dao, muỗng, đĩa ăn chính các em để lại trong suốt buổi tiệc. Khi nào đến món tráng miệng các em thay. Hay là khách yêu cầu các em thay. Hay là khách làm rớt xuống đất thì các em thay. Còn không thì các em không cần thay. Khách lau miệng bằng cái gì? Bằng cái gì? Trong tiệm buffet, các em thấy người ta thường sẽ đắp khăn gì? Tissue. Khăn giấy. Đúng không ạ? Khăn giấy các em đựng vào rổ máy nhỏ hay là ly, tùy các bạn. Đơn vị tính là hũ hoặc là ly. Hay xin lỗi, đơn vị tính là rổ, rổ máy hoặc là ly. Thì các em có 10 ly đựng khăn giấy. Hoặc là rổ đựng khăn giấy dự phòng 20. Khăn giấy ra, khách sử dụng chính là khăn ăn, napkin. Các em có 100 cái napkin dự phòng 20%. Khách xỉa răng bằng cái gì? Bằng cái gì tụi con? Bằng tâm thầy. Bằng tâm thầy ơi. Các em có 10 hũ tâm dự phòng 20. Rồi, đó là xong nhóm 3. Tụi em cộng lại hết, bắt đầu đưa vào danh sách. Rồi. Đó là những nhận xong các bạn nhóm 3. Các bạn hỏi thầy gì nữa không? Hỏi đi, tiếp tục khi mà qua nội dung tiếp theo. Ủa thầy ơi, cái khu vực món khai vị á thầy, là cái món hải sản, cái đĩa dùng với món hải sản đó đâu, hay dùng chung với cái món đĩa mà dùng cho mấy món bánh bột lọc hay là món chén, món sushi đối với lại món chiên đâu thầy? Nó phải dùng đĩa riêng chứ thầy. Về món chính đó con. Trong tiệm buffet người ta cũng không có phân biệt dụng cụ nhiều,
con đi khách sạn 5 sao cũng vậy. Trên mỗi bàn tiệc, người ta chỉ set up là dao muỗng nĩa ăn chín, khăn ăn, hết. Dĩa là người ta set up theo từng khu vực của tiệc buffet. Khách tự lấy dĩa. Cách sử dụng dao muỗng nĩa ăn chín trong suốt buổi tiệc. Khi thầy đến bếp món tráng miệng là phục vụ bàn sẽ thay. Hay là khi khách nào yêu cầu thay hoặc là khách nào rớt dụng cụ xuống đất thì các bạn mới thay. Nha các bạn nha. Chừng nào tụi em phục vụ về những bữa tiệc cao cấp, nó gọi là gala dinner, chút xíu nữa các em sẽ được học. Thì lúc này các em sẽ đặt thêm dĩa khai vị để các em phục vụ món khai vị nóng, khai vị lạnh. Nha các bạn nha. Từ từ đi, các em đừng nóng nhiều quá cái bị rối loạn tiền đình á. Từ từ thầy hướng dẫn các em hết. Cảm ơn em. Còn câu hỏi gì nữa? Không hỏi thì qua tiếp nha, nội dung tiếp theo nha. Rồi, mời các bạn nội dung tiếp theo. Các em, thầy sẽ giải thích đề thi tiếp theo. Bạn hãy vẽ sơ đồ phòng tiệc buffet với số lượng 100 khách. Câu này, khi mà các em học trong lớp buổi đầu tiên, thầy sẽ gom hết lớp lại, thầy sẽ giải thích các em câu này. Bởi vì câu này thầy sẽ hướng dẫn các em trực tiếp trên bảng thì các em mới nắm được. Nha các bạn nha, thầy sẽ hướng dẫn các em trực tiếp. Bây giờ thầy sẽ các em giữ lại, thầy sẽ nợ các em về vẽ sơ đồ phòng tiệc buffet. Câu này 4 điểm. Các em đi vào tập đi, vẽ sơ đồ phòng tiệc buffet. Các em mở ngoặc, thầy nợ các em lại. Đề tiếp theo, bạn hãy bố trí nhân sự phục vụ tiệc buffet với số lượng 100 khách. Câu này 4 điểm. Bạn hãy bố trí nhân sự phục vụ tiệc buffet với số lượng 100 khách. Câu này 4 điểm. Rồi, khi mà các em xây dựng một cái nguồn máy để hoạt động tốt trong tiệc buffet, thì khi mà các em tuyển nhân sự gồm những chức danh nào, số lượng bao nhiêu, là các em phải có cơ sở rõ ràng, chứ không phải là các em muốn tuyển bao nhiêu là tuyển. Khi mà giám đốc hỏi em tại sao phải tuyển nhân sự với số lượng bao nhiêu điểm này mà các em không có cơ sở là người ta chê các em là không có nghiệp vụ, cho nên người ta không tuyển dụng các bạn. Bây giờ các em ghi giùm thầy, có 3 hình thức phục vụ tiệc buffet. Có 3 hình thức phục vụ tiệc buffet. Đông ơi Đông. Đông ơi. Dạ em nghe thầy. Đông Đông, bây giờ thầy muốn mở một cái slide bài mới á con. Thì dạ, dạ. Này thầy không? Thầy stop share nó lại xong rồi thầy mở cái bài mới lên xong rồi thầy share lại cái bài mới. Có bạn có bị thoát ra ngoài không?
Dạ các bạn dăng lại cái màn hình kia xong rồi lát các bạn sẽ thấy lại cái bài mới của thầy xe à. Bây giờ thì stop xe là trên cái màn hình của thầy phải không? Dạ dạ đúng rồi, dạ đúng rồi. Rồi thầy tắt đi phải không con? Dạ dạ, thầy stop xe đi là nó tự động nó hết cái bài. Dạ, rồi. Giờ thầy mở cái bài mở bài mới. Ok, rồi. Thầy hiểu rồi. Dạ, ok dạ. Quá tuyệt vời. Rồi, thấy màn hình chưa Đông ơi? Dạ thấy rồi thầy, thấy rồi đó thầy. Các bạn thấy được chưa ạ? Dạ rồi. Rồi, các em ghi giùm thầy có 3 hình thức phục vụ tiệc buffet. Thứ nhất là simple buffet, đơn giản. Thứ hai là modify, cải tiến. Và thứ ba là deluxe buffet, cao cấp. Các em chép bài giùm thầy. Rồi, bây giờ thầy trò mình sẽ phân tích từng hình thức một. Thứ nhất, simple buffet, các em chép bài giùm thầy. Tết. Rồi, các em xem hình thức rất đơn giản. Khách tự lấy thức ăn và thức uống. Phục vụ bàn chỉ thu dọn dĩa và ly khi khách sử dụng xong. Vậy thì theo các em, với hình thức quá đơn giản này, thì với số lượng 100 khách, theo các em cần mướn bao nhiêu phục vụ bàn?
Các em cần tuyển bao nhiêu phục vụ bàn? Mời thầy ơi. Mười quá nhiều. Quá nhiều con ơi. Các em chỉ tuyển là 5 nhân viên phục vụ. Mỗi người phục vụ 2 bàn. Các em tuyển mà 10 người là giám đốc nó mới chịu đâu. Chi phí nhân sự lên quá cao. Cái này áp dụng khách sạn từ 2 sao trở xuống. Nha em nha. Rồi. Các em xem thầy bố trí nhân sự. Các em chép bài vô thầy hướng dẫn. Các em vẽ sơ đồ vô nha. Vẽ cái bố trí nhân sự từ sơ đồ từng này vô thầy vô. Ghi vào đi thầy sẽ phân tích. Rồi, các bạn xem này phân tích nha. Dạ, khoan các... thầy ơi. Khoan hả con? Rồi, rồi, các em ghi đi. Dạ em xong rồi thầy. Rồi. Bây giờ các chức danh và số lượng các em cần tuyển cho số lượng tiệm buffet 100 khách với hình thức phục vụ nhà hàng đẳng cấp từ 2 sao trở xuống simple buffet. Thì các em thấy ông manager quản lý số lượng 1 người. Thầy hỏi các em nếu mà em mốt các em làm trong một cái nhà hàng phục vụ là 500 khách 1.000 khách thì manager các em có tăng lên không? Hả các em? Hay là giữ luôn một ông? Hay là có bổ sung thêm? Dạ giữ nguyên một người. Quá giỏi. 1.000, 2.000, 3.000 khách. Các em vẫn giữ nguyên một người. Tại vì nếu các em nhiều manager, nhiều quản lý quá, nhân viên không biết nghe lời ai. Nếu có bổ sung,
thì mấy ông kia chỉ hỗ trợ với ông manager chính này. Cho nên là chức danh manager một người, các em mở ngoặc không đổi giùm thầy. Các em đề chữ không đổi. Chức danh thứ hai, supervisor, là người giám sát trong buổi tiệc. Trong một buổi tiệc ngày hôm đó hay là trong một ca làm việc. Vậy 100 khách, các bạn cần một người. Vậy thì khách đông, các bạn có bổ sung thêm không? Dạ có. Có, giỏi. 100 khách một người, 200 khách là hai người. Cho nên các em mở ngoặc thay đổi. Đóng ngoặc. Hàng thứ ba, security bảo vệ. 100 khách các bạn cần hai người. Có sự cố gì, một người giữ cửa, một người vô giải quyết tình huống. Khách đông là các em phải tăng thêm. Cho nên là security, các em mở ngoặc thay đổi. Đóng ngoặc. Buffet man là ai? Vai trò trách nhiệm là gì? Thầy sẽ phân tích sau. Buffet man là chỉ làm việc trong khu vực đặt món ăn, live buffet, không có ra ngoài phục vụ, mà chỉ phục vụ cho khách ở khu vực món ăn. Buffet man 100 khách các bạn cần 2 người, đông khách là các bạn phải tăng thêm, cho nên các em mở ngoặc là thay đổi. Waiter, phục vụ bàn. Các em cần 5 người cho 100 khách. Các em mở ngoặc thay đổi. Hostess, 100 khách các bạn cần 2 người. Một người sẽ đưa khách vô bàn, một người ở lại đứng giữ cửa. Cứ thay phiên nhau, một người giữ cửa, một người đưa khách vào nhà hàng. Vẫn tăng theo số lượng của khách, cho nên cái mở ngoặc thay đổi. Cashier. Cashier là ai các bạn? Thu Ngân thầy. Thu Ngân. 100 khách một người. Vậy thì theo các em, cashier có thay đổi không? Dạ không. Dạ không. Đúng rồi. Khách đông. Cashier cũng không thay đổi, chỉ một người giữ tiền. Nếu có bổ sung thì chỉ hỗ trợ. Bartender, hai người cho 100 khách, cái mở ngoặc thay đổi. Engineer là ai các bạn? Engineer là ai các bạn? Kỹ thuật gì? Hả các em? Engineer là kỹ thuật. 100 khách các bạn cần một người. Các em mở ngoặc thay đổi. Cook là bếp. 100 khách các bạn cần 5 người. Các em mở ngoặc thay đổi. Còn hai chức danh còn lại là runner. Runner là ai các em? Runner là ai? Các bạn nào định nghĩa được vai trò trách nhiệm của runner? Tiếp thật hả thầy? Giỏi. Runner là những bạn không được đào tạo chuyên nghiệp giống như các em. Chỉ bưng thức ăn, thức uống từ nơi bếp pha chế đến khu vực của phục vụ bàn.
đặt thức ăn thức uống lên station, phục vụ bàn lấy đưa vào phục vụ cho khách. Sau đó runner sẽ đem những cái dĩa không, những cái ly không do phục vụ bàn dọn ra để lên bàn station đem về khu vực rửa chén, rửa ly. Runner là tuyệt đối không được tiếp xúc với khách hàng. Nghe các em nha. Runner là không có vào được biên chế của nhân viên chính thức, mà khi nào khách đông thì nhà hàng người ta mới có nhu cầu để thuê. Nghe các bạn nha. Cho nên là runner các em mở ngoặc là thay đổi. Chức danh tiếp theo, cleaner là vệ sinh rửa chén. 100 khách các bạn cần 2 người, các em mở ngoặc thay đổi. Vậy là bộ máy nhân sự của hình thức phục vụ Simbo là các em chỉ có hai chức danh không đổi là manager và cashier. Còn các chức danh còn lại là thay đổi theo số lượng của khách. Về hình thức phục vụ Simbo này có bạn hỏi thầy gì nữa không? Hỏi đi, trước khi thì qua hình thức thứ hai. Rồi, mời các em qua tiếp hình thức thứ hai. Modify, cải tiến, các em chép bài thầy hướng dẫn. Xong chưa các em? Tiếp nha các bạn nha.
Rồi, tiếp các bạn nha. Các em thấy hình thức phục vụ này dùng cho các khách sạn từ 5 sao, 3, 4 và 5 sao. Các em thấy là khi khách vào bàn, phục vụ phải giới thiệu tất cả các loại thức uống có trong buổi tiệc cho khách. Dạ xin phép anh chị, hôm nay nhà hàng có phục vụ các loại nước uống gì? Thì phục vụ bàn phải giới thiệu cho khách hết. Khách uống nước gì? Phục vụ phải phục vụ tất cả các loại nước đó trong suốt bữa tiệc cho khách. Khách chỉ lấy dĩa để lấy món chính và món tráng miệng. Vậy thì theo các em, với hình thức phục vụ này, các bạn cần bao nhiêu waiter, bao nhiêu nhân viên phục vụ? Các em thấy đây là hình thức cao cấp hơn. Bao nhiêu? Một nhân viên cho một bàn hết rồi. Giỏi. Là các em cần 10 waiter. Nhưng mà nếu mà các em sẽ đắp một nhân viên cho một bàn, vừa phục vụ thức ăn và vừa phục vụ thức uống, thì lúc mà các em đến các em phục vụ thức uống, ở đây khách người ta yêu cầu cái gì đó mà không có nhân viên phục vụ, là các em sẽ bị trừ ABC. Cho nên là tốt hơn hết, các em vẫn chia 5 người thu dọn đồ dơ và 5 người chuyên phục vụ thức uống. Thì lúc này sẽ có người ba lăng hết trong bàn tiệc các bạn. Khách cần cái gì là có người phục vụ liền nha các bạn nha. Đây là sơ đồ tầng về nhân sự. Tất cả các chức danh còn lại vẫn giữ nguyên. Chỉ có waiter là các em cho thầy 10 người. Mười người cho 100 khách. Thầy nhắc lại là trong lớp, thầy chỉ dạy tụi con là chỉ có 100 khách. Em ốp cái mi thi và cái mi làm là các em phải coi số lượng khách bao nhiêu, từ đó em nhân lên. Các chức danh vẫn giữ nguyên. Chỉ có số lượng về nhân viên của bộ phận của phục vụ nhà hàng, các em tăng lên 10 người cho thầy.
Rồi. Vậy là buổi học hôm nay kết thúc các bạn nha. Trước khi kết thúc thì thầy sẽ thầy sẽ không đặt câu hỏi các bạn. Thầy chỉ dành cho các bạn là có gì hỏi thầy không trước khi kết thúc bài học. Các bạn nào hỏi gì cứ hỏi đi các em. Bạn Dương Hoàng Phúc N3 có giỏi thầy không? Dạ không thầy ơi. Rồi. Bạn Thạch Thị Thanh Ni N4 có giỏi thầy không? Dạ không thầy ơi. Rồi. Rồi, thôi hả? Các bạn ơi, vậy là nội dung tiếp theo buổi sau. Các bạn nhớ nhắc giùm thầy. Tại lớp mình thầy dạy mấy dòng lớp đông lắm. Nội dung tiếp theo là thầy sẽ hướng dẫn tiếp các em về hình thức phục vụ thứ ba. Delete buffet. Sau đó thầy sẽ nội dung tiếp theo là tổ chức sự kiện trong năm nha các bạn nha. Còn buổi học đầu tiếp theo đầu tiên là thầy sẽ hỏi các bạn một số câu hỏi mà các em đã được học. Bạn nào trả lời đúng thì các em sẽ lấy điểm giữ kỳ nha các bạn nha. Rồi, thôi buổi học đến đây kết thúc các bạn nha. Thầy cảm ơn các em rất nhiều. Tạm biệt các bạn. Bye bye các bạn. Dạ cảm ơn thầy. Dạ, thầy. Dạ cảm ơn thầy, tạm biệt thầy. Cảm ơn các em. Rồi buổi học chúng ta kết thúc ở đây nha các bạn. Cảm ơn các bạn.